tiếp tục hôm nay là video 231 anh em em xin giao lưu với anh em mình một số combo ha bao gồm linh sam sam hương uh, ha anh em bên em thì linh sam nhiều thôi chứ uh, sam hương ha mai chữ thủy ít lắm Đó, mấy cái này em mới thay cái uh, cái xe dừa dưới ha anh em cho nó cho nó 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 nó, nó, Xe dừa kia nó bị mục quá cái em thay xe dừa này vô cho cây mình nó nó giữ ẩm tốt á cho chắc trồng giữ ẩm tốt hơn cây mình nó phát triển hơn ha này mấy cái sam hương này nó ra gì nè, cái em cắt tỉa từ từ là nắm tàn ha, nó mịn lên nó đẹp hơn. Mã số 1 anh em, mã số 1 là một cây linh sam, gieo hạt kim ha. Cây kim dán đổ nè, anh em coi bộ rễ nó thòng xuống nè. À, cái này về anh em mình à, à, không thích cái chậu thì mình ghép tượng, ghép à, ghép tượng, ghép đá thì cũng được cho ha anh em. À. Cây thì rễ nó dài nè, dài tầm cỡ cái này tầm cỡ 10 mười 18 mười xăng anh em chài tầm cỡ 18 xăng đó vô trong chậu ống nhỏ xíu luôn nè cây thì anh em khỏi lo thần chậu sống khỏe ra rễ với đất rồi đó, mấy cây nào mà ép chậu hơi nhỏ nhỏ xíu thì em để nó hơi lâu á nên anh em cứ yên tâm đi nó sống khỏe hết trơn rồi em mới dám cho lưu với anh em mình ha cộng rễ nữa anh em bằng ngón tay út thôi ha mấy cái loại gieo hạt này nó chậm lớn lắm nó như vậy là tầm ba năm mấy rồi tại cái này em làm mini siêu mini chơi hả anh em chứ không có nuôi cây bự ha nên anh em mình coi so sánh với cái tay giúp em nè nó nhỏ thôi anh em nhỏ thôi ha rồi cây này mã số 1 thì em xin giao lưu với anh em mình là hai trăm tám bao ship hai trăm tám bao ship hai trăm tám bao ship ha anh em tiếp theo là mã số 2 anh em một cái cây linh sam gieo hạt ghép 86 cái này dán đổ ha anh em coi cây này cũng khá là duyên luôn đó vô trong cái chậu uh, xanh xanh nó cũng khá đẹp chậu này bị tì đây chút xíu anh em nói chung mình cứ chơi bình thường chứ nó không có sao chứ đó. bị tì đó chút xíu chứ mình chơi bình thường thôi chứ đâu có sao đâu mấy hàng này uh, mini uh, cầm tay để bàn ha anh em nhỏ xíu thôi nè vậy anh em mình chịu khó kiếm cái đồn siêu tầm thêm cái đồn nó cho nó nó đẹp nữa ha không thôi anh em mình không có siêu tầm được cái đồ á thì mình lấy cái chậu úp lại giống như em vậy nè để lên mặt bàn chơi ha vừa uống trà vừa ngắm cây khỏi phải nói hết anh em đặc biệt cái dòng 86 này thì nó ra bông ra hoa liên tục nói chung có nắng là nó ra bông anh em ra bông nhiều lắm nói chung dòng 86 này ra bông liên tục luôn á nó có anh trai anh em chủ yếu là chăm đủ nắng đủ nước ha rồi đâu để nó tí phân nữa là ra bông thôi với cái dòng này á mình gửi đi xa ra sẽ bị vàng lá ha anh em vì anh em mình cứ để nắng nhẹ tưới nước bình thường ít hôm thì ra lại uh, lá mới ha cây nào cũng hết lá thì ra bông cho anh em mình chơi luôn đó mấy cái đọt nó non non như vậy thì nó sẽ bị uh, héo ha, anh em thì anh em cứ cắt đi về bữa nó buông ra ngay chỗ đó ngay chỗ này nè buông mầm ra nhiều hơn nó sẽ ra cái chùm bông ngay chỗ đó luôn đó rồi cây này mã số 2 ha em xin giao lưu với anh em mình là 300 bao ship có luôn chậu cho anh em mình bao gồm combo gì nè anh em đó, có chậu rồi luôn ha cây tàn bự ấm mình luôn rồi dán đổ ha anh em cũ thì anh em coi nè để đặt đó mình chơi anh em chơi cái dòng siêu mini thì mình cũng biết rồi đâu có cần cái cây bự đâu đâu cần cây bự chủ yếu là cái cây nó già nó cốc kèn lên ha à, nó quái nó đẹp là ok rồi chứ cái cây bự với cây nhỏ nói chung là em không có phân biệt ha anh em nói chung cây nào già đẹp là mình chơi thôi đó mình chơi siêu mini mà anh em coi siêu mini mà kiếm ra cái gốc nó già vậy nè là mình thích ha chứ cái cái cây mà nó nó bự cái gốc trà bá nó bự bằng cái này đi nó thẳng băng nó đơ luôn cũng uh, giá thì nó cũng ghẻ ghề thôi anh em nói chung là uh, phụ thuộc vào cái độ đẹp của nó ha độ đẹp độ già của cái cây thôi chứ bên em không có phân biệt là cái độ bự độ nhỏ anh em có nhiều cây bự đó em bán còn giá còn rẻ hơn mấy cây nhỏ nữa đó. rồi mã số 2 ha 300 bao ship có luôn chậu Mã số 3 ha anh em, tiếp theo là mã số 3, à, là một cái cây à, Tùng La Hán ha anh em, Tùng La Hán anh em, coi cây nè, khá là đẹp luôn, duyên ha, thăng quái lắc lượng luôn nè, thăng quái lắc lượng, cây này khá là to luôn hả anh em, bự, tay cành thì em đã phân chi ra nói chung là ok cho anh em rồi, chỉnh chu hết trơn ha, đợi anh em mình về phơi nắng đi, cái nó bung cái tàn ra nó đẹp lắm anh em, cái cây này thì em mới vô nhôm được có hai ngày thôi à cây okay, này vô nhanh được hai ngày ha thì cái 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 mấy cái lá đồ này kia nó chưa có bung ra nó chưa có nở ra đẹp ha anh em một tí uh, có mấy cái cây cũ á uh, em quay em giao lưu với anh em mình anh em mình xem ha thì nó nó bung ra rồi thì nó sẽ đẹp hơn nó giống như mấy cái bông với anh em nói chung là nó đẹp lắm nó mịn tàn, nó đã lắm thì cái cây này anh em mình coi nè tay cầm chi nhánh đồ tương đối khá là ok thì anh em mình về siêu tầm về mình để dưới đi kiếm thêm cái chậu đẹp vô nữa cũng được nhưng mà anh em uh, uh, để chậu này mình chơi cũng được ha chậu này thì bằng nhựa thôi anh em đó tay cành ok ha cái chỗ này thì em muốn nó bị tì cho đây xíu nói chung không sao đâu nó nó còn xanh bình thường hết em em nó cố định nó lại rồi tha keo cho nó rồi đó rồi để em báo giá cây này em rồi cái thước cho anh em mình ha cao hơn một gang tay nè anh em một gang tay em tới đây ha gang tay 20 mươi lên tới đây nữa cây này tầm cỡ 30 mươi hả anh em 30 mươi xăng hoành thăng gốc đó nè to hơn ngón tay cái em ha to hơn tay cái em đó cây này suông quái mấy cái chỗ này em chừa lại cho anh em nè đó anh em thích làm lỗ chỗ này thì mình làm nhiều anh em về làm đổ nguyên cái thăng này luôn đó rồi anh em nào không thích thì mình cắt bỏ anh em cắt bỏ đó anh em nào thích mình chơi làm lỗ thì mình làm lỗ nguyên cái chỗ này ha dài xuống không thích thì mình cắt bỏ đó tương đối uh, cây này khá là ok duyên đẹp ha anh em rồi cây này thì uh, em xin uh, giao lưu với anh em mình là năm trăm bao ship anh em năm trăm gửi bao ship có luôn chậu cho anh em mình chậu này chậu nhựa thôi anh em đây có cái thẹo đen chút nhưng mà nói chung là không thành vấn đề hết anh em nè nó kéo bò lên nè à, theo cái loại này của mấy của em thì anh em nào tùy mình chơi ha theo em mình làm lũa chút xíu đây thì nó sẽ đẹp hơn lũa cái thăng đó à, cái cây nhìn cho cái, cái, độ già của cái cây nó nó tăng thêm ha anh em thẩm mỹ nó tăng lên đó à, anh em nào thích chơi như vậy thì mình chơi năm trăm gửi bao ship mã số, ba 3 ha anh em theo là mã số 4 ha cũng là một cái cây tùng à, la hán luôn anh em cây này thì em muốn nó lâu rồi anh em coi cái bông tai tàn nữa nè nó ra mầm ha nó nở ra bông đó đều đều ha anh em nhìn tương đối khá là ok đẹp luôn ha thì cây này nè anh em so sánh tay em ha cũng to hơn tay cái cao tầm cỡ nếu tới cái ngọn luôn cũng cỡ tầm 28 mươi tám ha anh em hai mươi tám đó tay cành bông tán đồ bông ra cũng tương đối khá là ok Vậy anh em kiếm chậu đẹp đẹp nữa vô thì mình có cây mình chơi ha Loại tùng la hán này Tùng này thì bên ít lắm ha anh em Ít có cái loại mà nó làm siêu mini mini vậy ha Với lại có thì nó nó cũng không có thăng lắc lượng nhiều như vậy à, ha Rồi thì cái cây này mã số 4 ha Em xin giao lưu với anh em mình là 450 bao ship 450 bao ship ha anh em tay cành tán rồi em uống nó ok hết trơn rồi Bông tàn ra mịn này ha đó Nay giao lưu không được thì em lên chậu em để đó cho nó đẹp lên tí nữa rồi em giao lưu tiếp với anh em mình Anh em là có chậu thì mình sưu tầm về lên chậu chơi hết anh em anh em chưa có cái dòng tùng này nè thì mình siêu tầm diện cây hay cây em để chơi cho có này có kia cho nó vui ha à, tiếp theo là mã số 5 hả anh em mã số 5 cũng là một cái cây tùng la hán luôn anh em cây thăng đó nè cây này thăng cũng to hơn tay cái em luôn cao cũng tầm cỡ 28 xăng ha anh em cao tầm 28 xăng nói chung cái bầy này thì nó nó tương đương nhau không anh em ơi có cây bự bự xíu trội xíu nhưng thôi có cây viên chút xíu thôi đó thì, uh, anh em nào thích cái nào thì mình siêu tầm cái đó ha anh em coi đường thăng đó nè lắc lượng ha tay cành tán rồi em làm cũng tương đối khá là ok thì anh em mình về siêu tầm kiếm thêm cái chậu nữa anh vô chậu mình chơi có hai cái này em chừa cho anh em mình thích làm lũa làm không thích thì mình cắt bỏ cắt thì nó nhanh hết anh em tại nhiều anh em lại thích uh, có cái phần lũa trắng trắng là vô cho nó đẹp ha thì anh em mình không thích uh, thì mình uh, cắt bỏ thôi cắt thì nhanh lắm chứ đâu có đâu đưa cái kéo vô cắt cái bục cây rồi thằng to hơn tay cái em ha anh em tay cành tàn thì nó đang đâm đột non anh em coi nè nó nở ra nhìn đã ha nhìn nó giống như mấy cái bông với anh em nó trắng trắng nó nó xanh xanh nó giật á nhìn giống mấy cái bông ha nhìn tương đối khá là đẹp luôn rồi cái này mã số 5 ha em xin giao lưu với anh em mình là bốn trăm gửi bao ship này về anh em kiếm cái chậu vô nữa này đẹp thôi đó thăng lắc lượng ha anh em nè lắc nè dạ tiếp theo là mã số 6 ha anh em mã số 6 là một cái cây linh sam gieo hạt ghép 86 thì anh em mình coi đặc điểm của cái cái này là ghép vô cái chậu tường ha tương đối khá là nhỏ nè em nhỏ xíu thôi nhưng mà cây thì thường chậu sống khỏe cho anh em hết trơn nên anh em cứ yên tâm ha mấy cây nhỏ thì em để hơi lâu chút xíu rồi anh em mình so sánh cái thằng của nó với cái ngón tay em ha nhỏ à, như ngón tay út anh em nhỏ hơn tay út một tí đó lên đây quấn cục đây nè đó cái loại này á, thì anh em thấy nhỏ vậy nhưng mà em nuôi á, từ cái hạt lên đây là tầm bốn năm ha anh em tầm bốn năm anh em gieo cái hạt đi tại mấy cái cây á là mình em gieo số lượng nhiều thì có một số cây á là nó sẽ nằm ở khuất nó sẽ bị đẹp ha anh em đó nó sẽ bị đẹp hơn để em quay vòng cho anh em mình coi cây tai tàn thì em làm tương đối khá là ok mình ha anh em cái uh, cái ý đồ của em á làm cái cây á là nó lên vậy ha nó che cái tàn qua đây đó như là che bóng mát cho cái uh, chú tiểu này anh em chỗ tượng ha chú tiểu thì cái dòng linh sam 86 này gửi đi là nó sẽ bị vàng lá ha anh em nó bị vàng lá đó nên anh em mình về cứ để nắng nhẹ tưới nước bình thường ít thơm thì ra lại lá mới cây này nó rụng hết lá là có bông cho anh em mình chơi luôn đó đặc biệt là anh em nhớ để cho nó có nắng chút xíu anh em nắng nhẹ để cho cái cây mình á nó, nó quan hợp tốt nó sẽ kích thích nó ra lá độ ra bông nó sẽ nhiều hơn ha anh em đó anh em để nó nhẹ thì sẽ im hơn ha rồi cây này mã số 6 em xin giao lưu với anh em mình là ba trăm rưỡi bao ship ha anh em mấy cái cây này nói chung em vô này là bán cây lời không có nhiều cho anh em vài chục ngàn thôi anh em tính đi cái chậu này đâu bảy mấy tám chục ngàn rồi tiền ship nữa với tiền thùng tiền băng keo này kia cho bảy chục ngàn đi là hết trăm mấy rồi đó, tính tiền công đồ này kia ra nữa ép cái chậu này vô cái chậu này anh em tính đi hai ba tháng mới uh, giao lưu được chứ anh em mình á rồi ba trăm gửi bao ship hả anh em có luôn chậu cho anh em mình luôn dạ cái này mã số 7 hết anh em một cái cây tùng la hán cây này thì cái độ quái thì anh em mình khỏi phải bàn ha siêu quái luôn đó, cây thì nó hơi bé hơn mấy cái lô kia ha, non hơn tí. Nè em coi, nhỏ hơn tay cái em, được cái là nó siêu quái. Siêu quái luôn ha anh em. Đó, siêu quái luôn, quái cực kỳ luôn ha. Chung là quái cực kỳ luôn. Rồi, cây này thì à, à, mã số 7 ha. Em xin Zalo với anh em mình là 400 bao ship. Có luôn chậu cho anh em mình luôn cái lô này thì em nhập vô anh em cái em nhập vô thì nó nó mắc hơn cái lô kia nhưng mà nó quái hơn nhiều ha anh em nó quái hơn nhiều nè nhưng mà được một số cây thì nó nó cũng duyên đẹp tay cành tàn rồi của mình thì một số cây này như cây này tay cành tàn rồi thì nó không có được hài uh, hòa đẹp cho lắm nhưng mà cái giá nó thì em để cho nó uh, nói chung khá là hợp lý về anh em mình kiếm cái chậu nhỏ nhỏ nó đưa vô thì nó sẽ đẹp hơn anh em kiếm cái chậu nhỏ nữa tại cái chậu này chậu nuôi của người ta nó 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 hơi to nó không có hợp với cái cây ha nhìn cái cây mình nó không có nổi lên đó anh em về kiếm vô chậu nhỏ lên thì sẽ đẹp anh em coi độ quái nó nè anh em muốn bự nữa về mình để dưới đất ha thả cái đất nữa cho nó to lên nữa thì nó sẽ có giá trị lắm anh em cái tùng này ở bên mình á em thấy là ít có nhạo cái mấy cái này ha ít có nhạo mấy cái co nó gắt gắt như vậy này em nhập bên trung quốc về ha anh em nhập về nó chung cây lại không có nhiêu cho anh em chủ yếu được mấy cây bự 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 nó đẹp đẹp ha tại mình bên kia người ta đâu cho mình lựa đâu nó gửi về sau thì mình làm vậy thôi nó được mấy cây nổi trội đẹp quái à, thì nó 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 lời mấy cây đó nhiều ha còn mấy cây như mấy cây này á, thì lời cây vài chục ngàn thôi chủ yếu bỏ công đóng hàng cho anh em mình chạy đi chở đem về ha rồi 400 bao ship mã số 8 anh em một cái cây sam uh, hương nè anh em coi độ quái đó nè à, cây thì khá là cao luôn ha một gang tay này gần hai gang tay luôn ha anh em hơn 30 mươi xăng à, nói như hơn 30 mươi xăng ha cụ đế nó nè to hơn tay cái em ha ở đây có cái thẹo xíu sam hương có thẹo thì anh em khỏi lo anh em về chơi vừa ấy đi nó kéo liên tục tay cành tàn đồ mịn hết rồi cây khá là già luôn ha coi nhánh này em chưa tỉa nè em tỉa lên xíu nó đẹp hơn tỉa ngắn đây ha tay cành tàn già luôn rồi vô trong chậu nói chung khá là đẹp cho anh em mình về siêu tầm để bàn trà chơi 400k bao ship cho cái mã số 8 ha cây tương đối khá là quái luôn 400 bao ship mã số 9 anh em một cái cây linh sam gieo hạt ghép 86 cẩm thạch anh em 86 cẩm thạch cái cây này lâu lâu rồi ra ăn cây nè chứ không có nhiều ha cái giống này thì nó hết luôn rồi nó cẩm thạch là nó bong bong cái lá này anh em đó bông bong cái lá ha Lá bông bông vàng vàng đẹp Cái này siêu mini nhỏ xíu ha Mini cầm tay nè anh em coi nè Cao uh, chưa tới ngang tay Đó củ đế nè Cũng tương đối khá là đặc đẹp ha Lá nó vàng vàng đồ này kia đẹp Cây này thì bông qua bình thường giống như 86 uh, kia anh em Giống như 86 thường của mình thôi đó, được cái cái lá nó bong bong nó vàng vàng đẹp ha anh em phơi nắng nhiều thì nó vàng nhiều hơn nhưng mà đặc biệt phải tưới nước nha anh em mấy cái dòng này mình đem cái nắng siêu ni vào chỗ nhỏ phải tưới nước thường xuyên cho cây mình nó phát triển hơn ha anh em so sánh với tay em ha nhiều khi anh em coi trên cái điện thoại với cái vô tiếng á thì nó sẽ uh, kích thước anh em mình ứng với cái tay vô như nè đó cái tay nè mini cầm tay nè anh em do tỷ mình lấy cái 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 gì mình cầm lên là biết nó nhỏ như thế nào rồi đó tại vì cái cây này em giao lưu với anh em mình là 300 bao ship có luôn chậu ha nhiều anh em chốt xong rồi đó cái nồi về cái mở hàng ra kêu em bớt đi nói cây nhỏ quá thì cái đó đâu có được anh em cái cây lời đâu có nhiều đâu có chậu này mua đâu 30 ngàn này ba 000 ngàn là phí ship rồi này kia nữa tiền công uh, thợ vô chậu rồi này kia cây lời đâu có nhiêu đâu mà anh em kêu bớt nữa đó là nó thì nó ấy ha anh em nó hơi khó xử ha nên ấy rồi anh em so sánh giúp em đi anh em mình chơi á nếu mình mình biết chơi á là mình biết rồi Rồi mấy cái dòng mini siêu mini này đó, thì nó nó như vậy là khá là ok ha nè cầm tay nhỏ vậy thôi mình nhìn là mình biết nó nó kích cỡ nó sao rồi đó, 300 anh em, bao ship có luôn chậu luôn. Đó, quay vòng cho anh em coi nữa nè. Cây tương đối khá là mịn tàn, đẹp ha. 300. Đó. Số 10 là một cái cây linh sam gieo hạt kép 86 dáng trực tông cao ha anh em. Chân dài nè, để em quay cho anh em mình xem bộ tàn ha. Tương đối khá là mịn rồi. về anh em mình uh, kiếm ghiêu đắp vô góc nữa cho nó sạch sẽ, nó đẹp hơn ha, anh em. Nhìn cho góc nó sáng hơn ha. Nó đẹp hơn. Cây cao hơn một gang tay nè anh em cao hơn một gang tay ha này tầm có hai mươi mấy xăng ha hai mươi tám xăng ha nè vô trong chậu sạch sẽ luôn ha đó cây này thiệm cho lưu với anh em mình là ba trăm rưỡi bao ship có luôn chậu ha bao ship có luôn chậu cây tay tàn nữa nè tương đối khá là đẹp vô chậu hoàn chỉnh hết trơn rồi về chỉ cần tưới nước nữa là mình chơi thôi chăm tưới nước đủ nắng ha đó anh em coi nè hai cây nó cũng tương đối nhau thôi cây này là của anh hòa nè anh hòa anh hòa coi thấy không thấy tội nghiệp bên em anh hòa cây này anh hòa nhận xong anh anh nói uh, cây nó nhỏ quá đâu có bằng ngón tay anh em đâu bằng ngón tay anh nói nhỏ quá cái uh, anh không chịu nhận anh kêu em bớt giá đi bớt giá anh sẽ nhận giùm em đó cái cây nè ba trăm gửi cái cây á uh, mình đóng đi anh em thì nó sẽ uh, khi mình gửi á uh, thì người ta sẽ năn niu chút xíu ha nhưng mà khi hoàng về á uh, là nó, nó nó làm nó nhò nhò nhòi nhò, anh em bởi thùng đồ này kia hết trơn ý là em đóng thùng xốp ha nên nó về cái cây mình nó không có được ấy lắm chứ nó đi thì nó hơi nhanh đi về thì nó lâu ha làm thủ tục đồ này kia nữa nó lâu lắm đi về đâu gần có chục ngày anh em đi về là gần có chục ngày ngày nhưng mà cây thì nó không chết anh em nè nó vẫn ra nó mầm bình thường ha từ từ thì cứu được nhưng mà được cái cái thời gian hồi phục của nó thì nó lâu cái cây này thì đỡ nó không chết nè nhiều cây thì nó chết luôn chết vô tàn hết anh em chết cái tàn mình nuôi lại như cây này thì còn cứu được đó cây này em giao luôn ba trăm gửi nè cây này hôm bữa nhiều anh em chốt lắm mà em chốt cho anh hòa xong rồi anh gửi tới cái ảnh đồ giấy ấy anh em và ở gì lào cai đó. anh 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 nói cái cây nhỏ quá cây sao nhỏ anh mở hàng cho anh xem nó cây nhỏ quá cái anh kêu em bớt giá ảnh à, mới lấy được đó, cái này đâu có lợi nhiều đâu anh em thà đem về ha đem về mình lấy uh, cái chậu rồi cũng được cái chậu đó Chứ bây giờ bớt giá xong rồi lần sau anh cũng kêu bớt nữa thì thiệt cho bên em quá Anh em coi nè, ra mầm nè Ra mầm hết trơn, nói chung nữa nó, nó, nó sống vậy, nó tỉnh vậy cái nữa Thì em 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 cứu nó ha, rồi em nó lên em giao lưu với anh em mình rưỡi thôi anh em Đó, anh ra anh kêu bớt giá em cũng không biết bớt sao luôn Thôi em cho hoàng về, cây hiện nhẫn xanh Đi về đâu gần 20 ngày Rồi, vô cái uh, mã số uh, mã số 10 này hả anh em, mã số 10 này à, 300 gửi ha, bao ship, có chậu cho anh em mình luôn. thì em có đôi lời tâm sự như vậy thôi. À, anh em coi cây bán 300 gửi đâu có lời như đâu, anh em mình vô á, mình nuôi cái cây xong á, anh em chơi lâu á, mình cũng sẽ biết thôi. cái cây nuôi được gì á là nó khá là lâu luôn hả anh em. từ cái hạt gieo lên như vậy, nó rồi nuôi thành bộ tàn, vô chậu ép chậu sống khỏe với anh em mình. nội cái công ép chậu vô anh em mình coi thử đi. từ giá là hai đến ba tháng mình mới ấy được tại mình ép chậu nhiều cây nó rụng lá hết trơn luôn nhưng mình mình đợi chừng nào nó nó phục hồi rồi này kia hai ba tháng nó mới mịn tàn sống khỏe ha ra rễ ổn định mới dám giao lưu với anh em mình nên cái công nó lâu lắm anh em cực lắm làm một cái cây ha đó ba trăm rưỡi chục ngàn thôi cái chậu này mua anh mua anh em mua lẻ thôi cũng ba mươi mấy bốn chục ngàn gì rồi đó thấy không anh em mua đi ba mấy bốn chục ngàn cái chậu mua đặt trên mạng về ha anh em chậu á đó, ờ, anh em công mà mình vô nhôm rồi này kia nữa đó cây lời đâu có nhiêu đâu tiếp theo là mã số 11 ha anh em mã số 11 là một cái cây linh sam gieo hạt ghép 86 anh em mình coi nè đường thăng nó khá là quyển chuyển viên đẹp ha đây có công rễ này nè đó, nó có cái co này cho nó là lạ xíu ha đó, đường thăng nó quyển chuyển cây khá là già cao hơn một gang tay hơn 20 mươi xăng anh em tầm 25 mươi xăng À, tàn bay đồ này kia ra nè khá là đẹp luôn ha hoành thăng cũ đế cộng rễ nó nè cái loại này thì không có cọng rễ nó bự đâu anh em không có cọng rễ nó bự bằng cầm tay đồ đâu, đâu tại cái này mình làm quấn rễ quái anh em quái rễ ha quái rễ ở à, này quái rễ ha tàn nè tương đối khá là ok mình ha đẹp Cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là gửi Bao ship ha gửi bao ship có luôn chậu cho anh em mình luôn Cây tương đối sạch sẽ rồi này kia à, Nói chung là nó ấy ha anh em về mình chơi được có ba trăm rưỡi chung ngàn thôi về anh em mình để bàn trà chơi cây này nó đang già lá ha gửi tới anh em bảo đảm là nó sẽ bị rụng lá hết trơn rụng lá cây này rụng lá xong ra bông nè anh em mình về để nắng ha nắng không thôi nắng nhẹ gì đó nhưng mà chịu khó tưới nước giúp em ha đó để cho nó đủ chất dinh dưỡng rồi này kia nó ra uh ra mầm ra lá đồ ra bông đồ nhanh hơn anh em khỏi bỏ phân gì trơn á mã số 12 hả nè mã số 12 một cái cây linh sam đế đều 24 giờ luôn em đế đều 24 giờ ha linh sam đế đều 24 giờ thăng quái lắc lượng nè nó thăng quái lắc lượng ha đế đều 24 giờ tay cạnh nó thì em làm nó 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 giống như cây kiển cổ với anh em nó phân ra mâm 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 tàn tàn vậy ha được cái nó quái anh em coi nè Quái lắm ha Đế đều 24 giờ luôn Đó. Cái này mã số 12 ha anh em Rồi em xin giao lưu với anh em mình là 600 Bao ship ha 600 bao ship Cây thăng nè Góc to hơn tay cái em ha Đế, đế nở nè Đều 24 giờ Giót lên từ 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 lên Đó nhỏ ha anh em nên em coi cây cũng tương đối khá là duyên ok này em làm phân mâm ra ha giống như cây kiển cổ với anh em dáng lông dán gì nè ha à, số 13 ba hả anh em một cái cây linh sam à, cây linh sam cái này à, linh sam uh, siêu bông hay gì này, nè anh em siêu bông hay cho nó già quá trời rút lá đây nè đó linh sam siêu bông anh em coi góc nè anh em nhìn vậy là biết cái độ già của nó sao ha thăng thì nó tương đối khá là bé thôi anh em bé nhỏ thôi ha bằng tay cái thôi nè lên tay cành đồ tương đối khá là già nè em mới đi kẽm đây chút xíu tại để lâu quá cái nó bị 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 bị, bị hồi lại đó anh em nên em đi kẽm sơ sơ lại này về anh em kiếm chậu đẹp đẹp nó vô sẽ uh, ngon hơn ha cây này em không nhớ là khai thác hay là hay là linh sam miền tây mình nữa mà thấy nó lâu quá trời rồi cây này lâu lắm anh em già lắm rồi ha và cốc càng luôn đó ăn rễ thường chậu rễ luôn nè cây này già lắm rồi anh em nhìn thăng là biết rồi đó quay sơn dòng cho anh em coi ha khá là già luôn thăng thì lắc lượng mềm mại thôi nhỏ nhắn nói chung tương đối khá là duyên thì về anh em kiếm chậu vô nữa chơi bông thì khỏi phải nói cái mấy cây già này thì bông qua liên tục anh em coi nè búp búp búp, búp lự hết này về anh em mua về là gỗ bông luôn hết anh em rồi cây này thì uh, mã số 13 Em xin zalo với anh em mình là 800 Bao ship cho anh em mình ha Chậu này chậu nhựa thôi Em gửi cho anh em mình luôn Đó, về anh em mình kiếm cái chậu nào đẹp đẹp vô nữa Cho nó xịn hơn ha anh em nó đẹp hơn Cây thì anh em coi nhìn độ già là biết rồi Góc đó nè Đó Già khú anh em gốc thì nhỏ thôi Cao tầm một gan tay của em tới đây nè ha hai gan Tầm 40 xăng hả anh em Cao tầm 40 xăng Tàn ngang một gan hai gan tầm có 50 sang đàn ngang cả 50 đó 800 bao ship có luôn chậu nhựa ha vì anh em mình à, kiếm cái chậu đẹp đẹp vô mình chơi tiếp theo là mã số 13 ha anh em mã số 13 là một cái mã số à, cuối cùng của ngày hôm nay ha thì à, một cái cây linh sam 86 game gãy à, gim nôm thăng tàn nó bay bay qua nè này nãy em quên tỉa ơi đó, tỉa này sơ sơ lại cho đẹp hơn ha tàn nó mình nó già lắm anh em Tàng mình già lắm mà, xong cái video này thì em tỉa đó cho nó đẹp lại cho anh em mình ha Chúng anh em mình coi đi, cây thằng già khú à Rồi, cây này thì em cho lưu với anh em mình là 400, bao ship ha 400 bao ship, vậy anh em mình kiếm chậu chơi Đặc biệt cái dòng Linh Sam 86 này á, là gửi đi nó sẽ bị vàng lá ha anh em Nó sẽ bị vàng lá, thì vậy anh em mình cứ để nó nhẹ tưới nước bình thường, ít hôm ra lại lá mới ha rụng hết lá ra bông lại cho anh em mình luôn rồi thì cái mã 13 này là mã uh, cuối cùng của video uh, 231 ha anh em. Em uh, xin uh, chân thành cảm ơn anh em mình ha. Anh em mình có, có đặt hàng thì uh, vui lòng liên hệ uh, số điện thoại sáu ha. Đó cũng số điện thoại Zalo của em luôn. Thì anh em mình kết uh, bạn Zalo với em uh, mình uh, cần cái thông tin hay là cái chi tiết cái loại nào á uh, thì anh em mình cứ alo, em gửi hình ảnh uh, video uh, cụ thể cho anh em mình. Đó, không thôi anh em mình muốn coi trực tiếp uh, mình gọi video ha uh, anh em coi trực tiếp nào ưng ý thì mình chốt nào không ưng ý thì uh, thì dịp uh, khác mình uh, chốt cũng được ha